Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Hội cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 9 triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy. Năm 2020, các cấp hội cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng Đảng, bảo vệ chính quyền nhân dân, giữ vững ổn định chính trị cơ sở. Đến nay, toàn hội có 453 tổ tự quản của cựu chiến binh về an ninh trật tự phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, hơn 200 tổ tự quản an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, 337 tổ hòa giải. Toàn tỉnh có gần 280 doanh nghiệp vừa và nhỏ do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho gần 19.000 lao động tại địa phương, quyên góp gần 4 tỷ đồng ủng hộ phòng dịch bệnh COVID-19 và đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng biểu dương những kết quả của các cấp hội cựu chiến binh đã đạt được trong năm 2020, đồng thời đề nghị các cấp tập trung phổ biến quán triệt sâu rộng nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 19, tham gia đóng góp ý kiến để góp phần tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Nâng cao chất lượng cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước, gắn phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, duy trì chương trình phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các nhà trường thực hiện tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, các cấp cựu chiến binh chung tay chăm lo Tết nguyên đán cho người dân nhất là các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục phòng chống dịch bệnh COVID-19.